Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với chuyên mục 60 ván cờ đáng nhớ của Bobby Fischer Hôm nay mời các bạn đến với ván cờ thứ 36 Là cuộc chạm trán giữa Bobby Fischer và đại kiện tướng Victor Cognoy Một trong những kỳ thủ mạnh nhất chưa từng lên ngôi vua cờ Cũng trong khuôn khổ giải đấu Stockholm Interzone năm 1962 Đây mới là lần thứ hai Fischer đối đầu với Cognoy Lần đầu tiên vào năm 1960 thì cả hai bất phân thắng bại Liệu lần này chiến thắng sẽ thuộc về ai? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Bobby Fischer được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Victor Cognoy đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã F3 tấn công E5. Đen đi mã C6 bảo vệ E5. Trắng phi tượng đến B5 tấn công mã đen. Hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Lopez. Đen để tốt A6 đuổi tượng trắng. Triển khai biến phòng thủ Mofi trong khai cuộc Tây Ban Nha. Trắng không đổi tượng lấy mã của đen mà lùi tượng về A4. Đen phát triển mã F6 tấn công tốt trắng E4. Trắng nhập thành và mời đen ăn tốt. Đen không ăn tốt trắng mà lên tượng E7 cũng chuẩn bị nhập thành. Trắng liền bình xe E1 bảo vệ E4. Đen chưa vội nhập thành mà để tốt B5 tấn công tượng trắng cái đã. Trắng lùi tiếp tượng về B3. Đen giờ mới nhập thành. Trắng để tốt C3 làm bà đạp dâng tốt lên D4 và giải phóng ô cho tượng lùi về C2. Đen để tốt D6 bảo kê cho tốt E5 và mở đường cho tượng phát triển. Trắng theo hoạch dương tốt D4 gà đổi. Đen không đổi tốt với trắng mà phi tượng lên G4 ghim mã trắng. Trắng cũng không đổi tốt với đen mà phát triển tượng E3. Giờ tốt đen mới ăn D4. Tốt trắng ăn lại D4. Đen nhảy mã A5 tấn công tượng trắng. Trắng lui tượng về C2. Đen nhảy tiếp mã C4 kiểm soát trung tâm và tấn công tượng trắng ở E3. Không muốn bị đổi mã lấy tượng. Trắng lùi tượng về lại C1 Đen để tốt C5 gà đối Trắng không đổi tốt đen Mà để tốt B3 đuổi mã đen Đen chạy mã về A5 Trắng để tốt D5 tránh giao chiến Ngăn mã đen lùi về C6 Đen lùi mã về D7 Chuẩn bị nhảy lên E5 tấn công mã trắng Đang bị ghim Trắng liền phát triển mã B lên D2 Lên cái sau mã Đen lên tượng F6 tấn công xe trắng Và kiểm soát đường chéo lớn Trắng di sẽ sang B1 đen để tốt C4 gạ đổi nhằm mở cô C. Trắng không đổi tốt đen mà để tốt H3 đuổi tượng đen. Không muốn mất công chạy tượng nên đổi luôn tượng lấy mã của trắng. Mã trắng lại tượng đen. Tốt đen ăn B3. Tốt trắng ăn lại B3. Vẫn duy trì quân tốt ngăn không cho mã đen nhảy vào C4. Đen hay hậu C7 kiểm soát cột mở C. Thực ra bình xe C8 kiểm soát cột mở C có vẻ hay hơn. Nhưng mà thôi, lên hậu cũng không sao. Trắng phát triển tượng E3, đen phi tượng ở c3 tấn công xe trắng, trắng chạy xe e2, đen để tốt b4 đến cái chặt chẽ với tượng và đen có được một quân tượng khá mạnh gần như là bất tử. ở đây trắng phải lên tượng d4 gã đổi với quân tượng mạnh của đen, nhưng mà khi đó tốt đen sẽ ăn lại và biến thành tốt thông. cho nên trắng lựa chọn nhảy mã lên d4 kiểm soát trung tâm, đen bình xe e8 kiểm soát cột nửa mở e, trắng nhảy tiếp mã lên f5, đen lùi mã về b7 Trắng lên tượng D4 kết hợp mã gây sức ép lên tốt yếu G7 và gạ đối tượng Đen đẩy tốt G6 tấn công mã trắng Trắng chạy H6 chiếu Đen chỉ có nước duy nhất là chạy vua F8 Trắng dịch xe sang C1 kiểm soát cột mở C Đen cũng bình xe A sang C8 trồng quân hậu kiểm soát cột mở C Cột mở duy nhất lúc này Trắng lên tượng D3 tấn công tốt đen A6 Đen lên hậu A5 vừa bảo vệ tốt vừa gián tiếp bảo kê cho tượng Trắng binh xe C2 trồng hai xe trên cột mở C dồn quân gây áp lực lên quân tượng của đen ở C3. Đen nhảy mạng E5 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công tượng trắng ở D3. Nhưng mà đây lại là một sai lầm. Nếu tận dụng được sai lầm hoài, trắng nên đổi ngay tượng lấy màu của đen. Tượng đen không thể ăn lại vì sẽ mất xe ngay. Tốt đen ăn lại thì trắng cũng có tốt thông. Chứ nước tốt nhất cho đen là lấy xe ăn lại tượng trắng. Trắng phiếu lên F3 dọa ăn F7 chiếu hết đen lùi xe về E7 phòng thủ thì trắng sẽ phế xe ăn tượng đen rồi phiệu lên F6 dọa H8 chiếu hết. Trắng tuy kém chất nhưng lại đạt được lợi thế tấn công trong tình huống này. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng đã không đổi tượng lấy mã của đen lại chạy tượng về F1 và đây là một cơ hội bị bỏ lỡ. Đen liền nhảy mã C5 tấn công tốt trắng B3. Tuy nhiên, nước đi này khiến cho tượng không có sự bảo kê từ xe. Trắng quyết định đổi ngay tượng với đen. Tốt đen ăn lại tượng trắng. Xe trắng ăn tốt đen và bảo vệ tốt B3. Như vậy là đen đã hy sinh một quân tốt để đạt được lợi thế đứng quân trong tình huống này. Tiếp theo, đen lên vua G7 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã G4 gã đổi quân mã mạnh ở trung tâm của đen. Lúc này thì đen lên dịch xe sang B8 tháo ghim cho mã C5 để mã C5 có thể tấn công tốt E4. Nhưng mà thực tế thì đen đổi ngay mã với trắng. Ở đây trắng nên lấy tốt ăn lại mã đen Duy trì quân hậu bảo vệ tốt B3 Nhưng mà chắc là không muốn bị tốt chồng Nên trắng lấy hậu ăn lại mã đen Và bị đánh lạc hướng Chỉ cho thế đen dịch sẽ sang B8 Tháo ghim cho mã và tấn công tốt trắng B3 Biết là không thể cùng lúc bảo vệ cả hai tốt Trắng qua sẽ F3 dồn quân sang một trận cánh vua Mã đen ăn E4 mở đường cho hậu tấn công tốt trắng D5 và đen đã cân bằng lại được số lượng tốt của cả hai bên Trắng có hậu F4 dọa ăn tốt F7 chiếu. Nếu giờ đen lấy hậu ăn D5 và bảo vệ tốt F7 thì trắng sẽ phi xe xuống C7 dồn thêm quân tấn công vào F7. Duyên đen không dám ăn tốt trắng D5 mà để tốt F5 phòng ngự. Trắng dịch sẽ sang E3 kiểm soát cột mở E, sau đó sẽ đẩy tốt F3 tấn công mã đen. Đuổi được mã đen thì hậu trắng có thể thịt tốt D6. Đen lên phi sẽ xuống E5 bịt đường tấn công của hậu trắng. Nếu giờ trắng để tốt F3 tấn công mã đen thì đen sẽ để tốt G5 tấn công hộ trắng. Trắng chỉ có nước duy nhất là chạy hộ về H2. Đen hủy hộ về B6 ghim và bắt chết xe trắng. Trắng có vùng vẫy bằng cách qua xe E1 liên kết song xe thì đen nhảy mã D2 mở đường cho xe tấn công xe trắng. Cần thiết đẩy tiếp tốt F4 trắng vẫn cứ chắc chắn mất xe. Do đó ở ván cờ thực tế trắng không dám đẩy tốt F3 tấn công mã đen mà phi sẽ lên c 6 tấn công đôi hai tốt của đen lúc này đen nên lấy xe thịt ngay tốt trắng d 5 và bảo vệ tốt d 6 xe trắng ăn lại a 6 đen chạy hậu c 5 ván cờ cân bằng tuy nhiên thực tế đen không ăn tốt trắng d 5 lại bình xe e 8 trồng hai xe trên cột mở e và đây là một sai lầm trong cái sai lầm này xe trắng ăn d 6 và trắng có được một quân tốt thông nguy hiểm nếu mã đen ăn xe trắng thì xe trắng ăn xe đen gạ đổi xe tiếp nên không thể đổi xe với trắng vì hậu trắng ăn lại chiếu bắt mã mà không đổi thì trắng cũng sẽ đổi và với lợi thế một tốt thông cùng với quân tượng đánh tầm xa là quá đủ để giành được chiến thắng rồi ở đây nước tốt nhất cho đen phải là để tốt g 5 đuổi hậu trắng trắng không thể chạy hậu vì đen để tốt f 4 thì trắng chắc chắn mất một trong hai quân xe trắng sẽ phải xuống xe d 7 chiếu trộm một phát đá sau đó mới chạy hậu. Trắng vẫn duy trì được hơn đen một quân tốt thông, nhưng mà nếu đánh khéo thì đen vẫn có thể thủ hòa được. Tuy nhiên, ở ván cờ thực tế, đen không dám lấy xe ăn mã trắng, nhưng mà cũng không nhìn ra nước đẩy tốt g5 mà lại phi phiều xuống a1 vừa là ghim tượng trắng, vừa bảo vệ xe. Và đây là một sai lầm nghiêm trọng, một nước đi blunder. trong nước sai này, xe trắng ăn a6, thơm, giòn, béo ngậy và trắng lợi hơn đen hai quân tốt thông đen chậu d4 tấn công tốt trắng d5 trắng có sẽ d3 tấn công hậu đen và bảo vệ tốt thông đen chạy hậu b2 trắng thừa thế xông lên đẩy tốt d6 đen giờ mới đẩy tốt g5 tấn công hậu trắng nhưng mà đã quá muộn trắng chạy hậu f 3 đen đẩy tiếp tốt f4 tấn công hậu trắng trắng hậu trắng a7 chiếu sau đó sẽ đẩy tốt lên d7 Đến lúc này thì biết là cố cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Đại cái tướng Victor Cognoy đành chịu thua. Như vậy ở lần chạm trán thứ hai với Victor Cognoy thì Bobby Fischer đã giành được chiến thắng. Sang ván sau, ván thứ 37 là cuộc đối đầu giữa Bobby Fischer và thánh nhọ Paul Keres tại giải đấu ứng viên năm 1962. Giải đấu nhằm tìm ra kẻ thách đấu vua cờ Mikhail Bovinich. Trong series này, ở ván thứ 14 thì mình cũng đã giới thiệu đến các bạn một ván cờ giữa Bobby Fischer và Paul Keres. Ván đó thì Paul Keres đã bị Fischer chiếu hết ngay giữa bàn cờ. Liệu lần này Fischer có thể tái hiện được chiến tích đó nữa hay không? Mời các bạn đón xem trong video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.